cuộc đua cực kỳ hoành tráng sẽ diễn ra thành phố Hollywood. Thiệt hả chị? Đúng rồi. Chị có thể tham gia không? Tất nhiên rồi, vì cuộc đua đó sẽ dành cho tất cả cô nàng vừa cá tính vừa năng động mà. Rinh rinh rinh. Vậy em phải đăng ký tham gia ngay mới được. Em mặc khoan, trước khi em đến cuộc đua thì em phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được. Tại vì trong cuộc đua này sẽ có một cô nàng đến từ thành phố khác, cho nên chúng ta phải bảo vệ danh tiếng bằng cách chuẩn bị thật kỹ và chiến thắng cuộc đua này. Nhưng mà mình phải chuẩn bị gì đấy chị? Trước tiên thì chúng ta phải đảm bảo sức khỏe của tay đua trước đã và đem xe đi tấn trên. À đúng rồi, chúng ta phải có một chiếc xe thật là đẹp. Chính xác, bây giờ chúng ta cùng đến tìm sửa xe và sửa xe thôi. Mời các bạn cùng đến với bộ đồ chơi Lego Friends, cửa tiệm tân trang xe. Các bạn nhìn nha, mặt trước hộp hàng là toàn cảnh cửa tiệm sửa xe. Và có Emma và anh Thọ đang đứng để bàn với nhau về chiếc xe nè. Và còn có nguyên một cửa tiệm xe thay đổi hoành tráng luôn nào. Quay tới mặt sau, chúng ta có thể thấy những hoạt động của cửa tiệm xe. Hay, nói tới đây là không thể nào mà chờ được nữa rồi. Chúng ta cùng khui hộp nha. Yeah, cùng bắt đầu thôi. Tên, bây giờ Emma sẽ đưa xe đi sửa. Wow. À, anh Thọ ơi. Dạ, xin chào quý khách. Anh có thể sửa cho tôi chiếc xe này được không? Dạ, rất sẵn lòng ạ. Dạ, mời chị xuống xe và tôi sẽ đem xe qua kia nha. Dạ, nè anh nè, anh có thể đưa tôi đi một vòng tham quan cửa tiệm được không? Ok, được chứ chị. Dạ, bây giờ vào đây, chị có thấy cánh cửa này đặc biệt không? Chị nhìn nha, chúng ta có thể mở ra như thế này và đi vào trong. Đặc biệt quá ha. Dạ. À anh ơi, anh cho tôi hỏi, đây có phải là phòng trưng bày không? Tại vì tôi thấy có một chiếc cúp vàng ở đây nè. Dạ đúng rồi ạ, thưa quý khách. Còn đây là một cái bàn xoay, chúng ta có thể xoay xe của chúng ta như thế này và không cần đi qua đi lại chi nữa. Hay quá ha. Ý hai bên còn có hai cái đèn chiếu vào, nhìn cái xe lấp lánh, thật là hoành tráng. Dạ đúng rồi. Còn tầng trên này á thì đây, ở đây có một cái máy tính thì có thể nhìn xung quanh cái xe của chị luôn. Còn bên này thì chúng tôi sẽ vẽ và tân trang xe của chị. Hay quá. Còn ở đây chúng ta có nước và bánh để chị ngồi chờ. Ôi anh chu đáo quá. Và cho tôi hỏi một cái nữa là có phải cái cờ lê trên đây là biểu tượng của tiệm của anh không? Dạ đúng rồi thưa chị. Và kèm theo đó cái này là một cái camera nữa đó chị. Vậy bây giờ tôi sẽ đi sửa xe cho chị nha. Vậy tôi sẽ ở đây chơi với con mèo Chico. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nâng xe lên và lấy dụng cụ để sửa xe nha. Đầu tiên chúng ta sẽ thay cái đầu xe màu hồng này. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra nha. Và sẽ ráp cái màu hồng này vào. Sau đó mình sẽ gỡ cái này ra. Xong. Hay quá ha. Dạ. Sau đó mình sẽ gắn cái này vô. Đó. Đúng là tay nghề anh cao thiệt. Không có gì đâu. Bây giờ mình sẽ để xe xuống và thử lái một vòng nha. Ê, hay quá à. Anh giỏi thiệt. Chị ơi, xe chị sửa xong rồi nè. Cảm ơn anh, để tôi thanh toán tiền. Dạ, đây, mời chị lên thử xe nha. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái này lên. Xe rất là tốt, cảm ơn anh. Dạ, không có gì. Anh rất là nhiệt tình, không khác thì sẽ quay lại nha. Dạ, chào chị ạ. Bye bye. Trời ơi, em đói quá Chị cũng đói rồi, đói nãy giờ luôn, bụng muốn kêu hoài à. À, hay là mình kiếm hamburger ăn đi. Muốn ăn hamburger thì đến ngay cửa hàng hamburger tốc độ. Anh chơi mặc bộ đồ đua này trông thật là cá tính. Nhưng mà bây giờ mình phải kiếm cái gì ăn trước cái đã. Xin chào, đây là một tiệm hamburger gọn gàng, sạch sẽ và tiện lợi. Quý khách có thể đứng ngay cửa sổ ở đây và order mang đi nhanh. Để xem ở trong đây có cái gì ta. À, ở đây có quầy tính tiền nè, có lò nướng, có bàn ghế và có một chiếc bánh kẹp thịt to ơi là to, cả khoai tây chiên nữa. Thơm ngon quá đi bé Nuti ơi. Dạ thưa quý khách. Bé cho con một cái hamburger, một bịch khoai tây chiên và một ly nước ngọt mang về nha. Ok, của quý khách hết 100.000 đồng ạ. Dạ. Rồi quý khách chờ tôi một lát nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cho trứng lên
sau đó cho tất cả nước sốt vào để cho thấm đều gia vị. Thấm chuẩn quá. Mở hamburger ra, bỏ lên kẹp vô. Và bây giờ chúng ta sẽ xịt nước sốt nha. Ồ, thơm quá đi. Và chúng ta sẽ có một lon nước ngọt và một cái khoai tây chiên. Đây là của quý khách, mời quý khách vào đầu này. Thơm ngon quá đi bé ơi. Dạ, cảm ơn quý khách. Đây là hamburger của quý khách. Cha tạm biệt. Cảm ơn bé, con đi đây. Ý, ở đây có một chỗ chiếu phim ngoài trời đẹp ơi là đẹp nè. Còn to nữa. Đúng là một chỗ lý tưởng để nghỉ chân. Hay bây giờ thì mình sẽ ngồi đây ăn và xem phim thôi. Là một ngày tuyệt vời phải không nào? Chị đã sẵn sàng cuộc đua ở thành phố Hotlake rồi. Nếu như các bạn yêu thích những bộ sản phẩm này thì hãy chạy ngay đến Mai Kim Đâm và rinh nó về nha. Và đừng quên đón xem bộ sản phẩm Ngày Hội Đua Xe cực kỳ hấp dẫn vào tập sau nha. Yeah! Bye bye! Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.